Anh có cách nào làm form chữ trên tin nó phong phú hơn không anh? Bên em không có. Rồi, có một cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng hiệu ứng đẹp, tạo chữ chạy hiệu ứng ở trên tin story khi các bạn đăng lên Facebook. Đó thì có một số bạn comment, ví dụ như mình vừa đọc đấy, thì các bạn có thắc mắc là tại sao, có nghĩa là tin không có những cái văn bản ấy, không có những cái form chữ nó đa dạng hơn. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể tạo hoặc là thay đổi nhiều cái form chữ hoặc là thêm nhiều cái phông chữ ấy vào cái bản tin story để cho đa dạng cái phông chữ, giúp cho cái tin của các bạn nó nổi bật hơn. Và bạn nào quan tâm cũng như là chưa biết cách thì các bạn hãy theo dõi ngay video ngày hôm nay, mình sẽ giúp cho các bạn nhé. Rồi, và video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để các bạn có thể đăng bản tin story của các bạn với theo kiểu hiệu ứng cũng như là kiểu form chữ đẹp ở trên nhiều cái form chữ ở trên bản tin nhé, khi các bạn thêm cái văn bản vào. Ok, thì cái cách đầu tiên thì mình cũng đã hướng dẫn rồi, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn thêm nhanh cho các bạn, những bạn nào mà chưa chưa từng biết đến cái video đó của mình hướng dẫn thì mình sẽ nói qua trong cái video này. Ok, thì đó là cái cách để các bạn có thể tạo được cái chữ chạy hiệu ứng đấy, hiệu ứng chữ chạy ở trên tin story. Các bạn đăng bản tin story Facebook bình thường, nếu các bạn vào Facebook của các bạn và các bạn chọn văn bản và các bạn thêm chữ thì tin cái chữ văn bản của các bạn chỉ đứng nguyên thôi, các bạn chọn ở vị trí nào thì nó sẽ đứng ở vị trí đó thôi. Còn đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nó sẽ chạy chữ nhá, với cái kiểu hiệu ứng cực kỳ đẹp đó. Thì trước tiên thì các bạn nếu mà để mà tạo được cái kiểu đó thì các bạn hãy lên tất cả các cửa hàng kho ứng dụng nhé, các bạn tải cho mình cái ứng dụng Instagram này đó. Khi các bạn tải về rồi các bạn hãy mở lên cho mình nhé, đó, Instagram đây sẽ là cái trang chủ giao diện của trang Instagram. Vâng, rồi các bạn sau khi các bạn tải về xong, các bạn hãy chú ý cho mình xuống cái phần là biểu tượng ảnh của các bạn, avatar ở phía dưới này, bên cạnh cái phần trái tim này nhá. Đó, các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần đó nhá. Các bạn sẽ chọn vào biểu tượng avatar này. Đó. Sau khi các bạn chọn vào biểu tượng avatar xong thì các bạn hãy nhìn cho mình cái phần dấu cộng ở đây này. Đó, cái phần dấu cộng để phần tạo tin ấy. Đến bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái dấu cộng ở đây và nó sẽ xuất hiện cái phần tin. Các bạn chọn cho mình vào mục là tin ở đây nhá. Rồi, nó sẽ tự động chuyển đến cho các bạn cái thư viện ảnh của các bạn. Thì mình sẽ chọn một cái ảnh bất kỳ này. Đó, mình sẽ chọn cho các bạn một cái ảnh bất kỳ ở đây. Đó, để các bạn đăng bản tin story của các bạn. Rồi, để mà bước tiếp theo thì các bạn thêm cái văn bản của mình vào bằng cách các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng dấu A này, đó, dấu A này, đó. Tuy nhiên thì để mà nhập cái văn bản thì ở đây thì nó sẽ có rất nhiều những cái phông chữ đẹp rồi, các bạn nhìn chưa? Đây, ở bên dưới này này, đấy, A này, các bạn có thể kéo nhá, đấy, rất nhiều những phông chữ đẹp rồi, đó, đấy. Tuy nhiên thì ở đây thì mình thấy là nó có xem là mình đến là 1, 2, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, có 9 kiểu phông chữ các bạn nhá, đó, có 9 kiểu form chữ, đó, thì để mà thêm nhiều những cái kiểu form chữ đẹp hơn, thì các bạn hãy làm cho mình như sau nhá, các bạn cũng chọn cho mình vào cái phần văn bản này này đó, và các bạn sẽ thoát ra màn hình, các bạn vào cho mình cái trang web đó. Thì có rất nhiều những cái trang web form chữ đẹp, thì ở đây mình sẽ vào cái trang là jatex.info đó. Thì các bạn có thể vào cái trang này, các bạn có thể viết được rất nhiều những kiểu chữ khác nhau đây này, các bạn nhìn chưa? Đấy, ví dụ như là mình sẽ nhập cái tiêu đề là tạo này, tạo form chữ này, đấy, form chữ, tạo form chữ đẹp ở trên tin story nhé. Đấy, trên này, tin, trên tin này, đó, tin story, đấy, Facebook nhé. Đấy, mình viết như này thôi. Đó, sau khi các bạn viết xong thì nó sẽ hiển thị cho các bạn những cái form chữ ở phía dưới này này. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn có thể sao chép nhé. Đấy, mình cũng chỉ giới thiệu cái trang web này cho các bạn tham khảo thôi. Còn ngoài ra thì có rất nhiều những cái trang web để tạo cái form chữ đẹp mà các bạn có thể dùng. Đó, thì ở đây mình sẽ tạo cho mình cái form chữ này chẳng hạn. Mình sẽ copy cái form chữ này. Đây. Khi các bạn ưng cái form chữ nào thì các bạn chọn copy nhé. Các bạn chọn copy vào cái form chữ đó. Sau đó thì các bạn sẽ quay trở lại cái ứng dụng là Instagram. Đó, cái phần tạo tin của các bạn lúc nãy nhé. Các bạn vẫn chọn vào phần A này. Đó,
Bây giờ các bạn nhấn giữ khoảng 2-3 giây, các bạn sẽ nhìn thấy nó cái phần là dán nhé. Xuất hiện chữ dán thì các bạn sẽ chọn vào dán cho mình. Đó, sau khi các bạn dán thì các bạn nhìn thấy chưa? Đó, thì đây chính là cái phần tạo form chữ, cái form mà các bạn vừa sao chép ấy. Đấy, thì bạn nào mà không muốn nó xuất hiện cái nền này thì các bạn hãy tắt đi. Đấy, các bạn hãy tắt đi. Đấy, đấy tắt đi như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, thì bước tiếp theo để cho nó tạo cái phần hiệu ứng chạy ấy, thì các bạn hãy nhìn vào cái biểu tượng là cái phần này, có cái phần chữ A này, này các bạn nhé, đây này, cái phần chữ A bên cạnh cái chữ có hai cái dấu gạch ấy, thì các bạn sẽ click vào nhá. Đây mình sẽ click vào này đó. Đấy các bạn nhìn chưa, tạo form chữ đẹp trên tin story Facebook đó. Thì các bạn cứ thực hiện như thế nhá. Rồi sau khi các bạn tạo xong ấy, đây nó có cái phần chữ như thế này. À quên, mình xin lỗi, các bạn có thể tạo màu cho nó nữa. Đây, các bạn có thể chọn màu. Màu bằng cách các bạn sẽ chọn vào đây này. Đấy, thì các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng là có cái ô này này. Đấy, bên cạnh cái chữ mấy dây gỗ dấu gạch ấy. Đấy, các bạn chọn vào đây. Nó sẽ bên dưới này có những cái thanh màu. Đấy, ví dụ như mình chọn màu màu đỏ đi. Đấy, bởi vì cái nền này nó màu màu trắng mà. Đấy, tạo phông chữ đẹp trên tin story Facebook nhá. Đấy, các bạn có thể đây, các bạn có thể di chuyển cái phông chữ này. Các bạn vẫn có thể di chuyển cái phông chữ nhé. Đây. Đấy, các bạn có thể di chuyển bằng cách các bạn chọn cái biểu tượng ba gạch này. Đấy. Nó ở bên cạnh này hoặc là ở đây các bạn. Đấy, các bạn nhấn giữ vào. Các bạn nhấn giữ vào để các bạn đây, mình nhấn giữ nhé. Các bạn có thể đưa xuống này, đưa lên này. Đó. Đây, mình có thể đưa lên đây một chút nữa cho nó đỡ, cho nó nhìn đỡ đỡ bị khuất cái phần hình bên dưới nhá. Rồi, sau khi các bạn chỉnh xong ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng là cái mũi tên này chỉ sang bên tay phải này, này, các bạn sẽ click vào. Đấy. Ok. Thì đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là tin trên Facebook này này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chia sẻ tin lên Facebook. Thì sau khi các bạn chọn chia sẻ xong thì nó sẽ cái tin này nó sẽ hiển thị ở trên Facebook luôn nhé. Bây giờ các bạn chọn chia sẻ này. Đó, các bạn chọn chia sẻ. Chọn nút chia sẻ và các bạn đợi thôi. Đấy. Thì đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là bạn trên Facebook này, nói chung là những cái phần này nó chỉ nhắc cho các bạn biết là những cái người bạn đấy gửi tin nhắn này, các bạn nếu mà gửi gửi không thì thôi. Đấy. Rồi, các bạn sẽ chọn là xong cho mình. Đó. Sau khi các bạn chọn chia sẻ xong này thì các bạn hãy quay trở lại cái ứng dụng Facebook nhé. Đây, quay trở lại cái ứng dụng Facebook này. Các bạn vào cái trang chủ Facebook của các bạn xem nó đã đăng lên chưa nhé. Có thể là đăng lên luôn tùy theo cái thời lượng, dung lượng của cái ảnh đó nhé. Rồi, và mình cũng vừa vào Facebook của mình thì cũng không phải đợi lâu. Thì như các bạn đang nhìn đây, cái tin của mình đã xuất hiện nhé các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn chỉ việc click vào thôi. Đấy, tạo tin, tạo form chữ đẹp trên Facebook này. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, thì cái tin của mình này đã xuất hiện rồi này. Đấy. Đây này, đây là cái tin của mình này này. Đó. Đây này. Cái phông chữ này rất là đẹp nhá, mà còn chạy chữ luôn các bạn nhá. Đấy. Đấy, ok nhá. Đấy. Rồi. Thì đó là cái cách đầu tiên mà mình hướng dẫn cách tạo hiệu ứng bình thường nhá. Còn cách mà các bạn không không muốn thêm cái phần chữ chạy hiệu ứng ấy thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì các bạn chỉ việc vào phần tạo tin ở đây. Đấy, các bạn chỉ việc vào phần tạo tin ở đây này. Đó. Các bạn sẽ chọn cho mình cái phần hình ảnh của các bạn mà các bạn muốn tạo tin nhé. Rồi, tiếp theo thì các bạn cũng vào phần văn bản này. Đó, các bạn cũng vào phần văn bản. Đấy, các bạn cũng gõ cho mình này, cũng gõ cho mình cái phần chữ, cái phần, đấy, cái phần mà mình vừa copy ấy. Các bạn cũng vào cái trang, những cái trang mà tạo form chữ đẹp ấy. Các bạn dán nó bình thường thôi. Đó, thì các bạn không muốn cái form chữ mặc định ở đây thì các bạn cũng đây này, ở đây thì nó Facebook cũng có gợi ý cho các bạn rất nhiều những cái form đẹp này đấy. Tuy nhiên thì các bạn nếu mà các bạn muốn những cái form chữ của các bạn ấy nó lạ hơn nữa ấy, thì các bạn cũng có thể các bạn chọn vào đó nhé. Đó, và các bạn cũng có thể chỉnh màu này đấy, chỉnh màu đấy, mình chọn màu này đi đấy. Các bạn có thể nhấn giữ vào và phóng to thu nhỏ bằng cách các bạn nhấn giữ hai bàn tay như này nhé, đấy, hai ngón tay đấy. Thì nó cũng là một cái đấy, cái tin của mình nó như thế thôi. Đấy, thì hai cách đó là đầu tiên là cách
chữ có thể chạy được hiệu ứng. Thứ hai là các bạn có thể dán trực tiếp cái form chữ vào đây. Đấy, thì đến đây thì các bạn cũng chọn chia sẻ bình thường thôi. Đấy, khi các bạn chọn chia sẻ thì nó cũng lên cái bản tin của các bạn. Ví dụ như các bạn muốn lên Insta thì các bạn chọn luôn vào. Đấy, còn không thì các bạn chọn chỉ chia sẻ lên Facebook thì các bạn chọn vào đây. Đó, ok nhá. Thì các bạn cũng có thể vào Facebook các bạn tạo giống như ở trên Insta bình thường. Đó, đây cái tin của mình nó đang lên này này. Đấy, đã lên xong nhá. Và mình đăng thì nó có hai tin này này. Tin đầu tiên là tạo form chữ đẹp, nó có hiệu ứng chạy. Đó, đấy. Tin thứ hai là nó lại không có nhá. Các bạn nhìn chưa? Ok, rồi. Thì qua hai cách vừa rồi thì mình hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm cực hay và nó có nổi bật hơn so với những cái tin của bạn bè. Ok, thì những bạn nào quan tâm thì các bạn hãy xem cách này và nhớ thành công thì các bạn để lại comment phía dưới phần bình luận của video nhé. Đó là cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn thêm nhiều cái font chữ đẹp, cái font chữ đẹp lên tin story khi các bạn đăng kèm. Bình thường các bạn đăng những cái phông chữ mặc định của bản tin story thì nó là quá bình thường rồi. Đó, thì cái cách này thì nó cũng không có gì là phức tạp cả, nhưng mà có thể sau cái cách này của mình, nhiều bạn biết được cái cách này thì các bạn có thể có những cái tin story ấn tượng hơn đối với bạn bè. Ok, thì qua video này thì các bạn thấy video hay, các bạn để lại cho mình một like, ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh. Tất cả những bạn nào mà lần đầu tiên xem thì các bạn nhớ ủng hộ thêm bằng cách các bạn chọn cho mình quả chuông để nhận được những cái thông báo, để không lỡ những cái video mình ra hàng ngày nhé. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo của mình nhé.